Từ 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 đi nhé. Trời Xin lỗi. ơi, có sao không, em xin lỗi nha. Em mà biết trước vậy là em không có cho anh làm vụ này đâu. Ổn không nhở? Em tiếp chuyện ảnh giùm anh. Anh cần một phút nghỉ ngơi. Trời ơi, nhìn tội nghiệp quá. Anh á, phải anh hết á. Đâu phải anh khách hàng, anh muốn làm gì làm đâu. Đã nói rồi. Trời ơi, bây giờ nhìn đồng nghiệp của em đi. Chút xíu nữa thôi, mà có khi không còn chút xíu nữa, bây giờ có khả năng đó hả, là anh sẽ mất đi khả năng làm cha luôn, mất đi giống nòi luôn đó. Bây giờ bao nhiêu tổn thất á, anh cũng đền bù hết. Tại vì do nhiều công việc quá anh lu bu, cho nên anh không có dặn rõ tụi em. Chào, được hả? Được rồi. Nói chung là em cần thời gian nghỉ ngơi. Thì cái chuyện của anh nó sẽ bị trì hoãn lại một chút, nhưng mà không sao, mình thua keo này thì mình thôi, đừng nói bày keo khác. Trời ơi, thôi ngồi yên. Tụi em ơi, anh thấy là nếu mà anh thấy keo của tụi em á là không ổn đâu. Không ấy, bây giờ coi như anh đền hợp đồng, đền tiền thuốc cho tụi em hết á, rồi để anh đi tìm người khác để mà giải quyết cái vụ này. Không được, anh không được đi đâu hết. Thì đúng là tụi em làm ra kế hoạch này nó không thành công, nhưng mà đâu có nghĩa là tụi em không làm được tiếp tục đâu. Tụi em sẽ vẫn làm tiếp tục, làm cho đến khi nào mà vợ anh với anh làm huề với nhau thì thôi. Tại vì cái này cũng là uy tín của công ty tụi em mà, trách nhiệm của tụi em chứ bộ. Đúng rồi anh, cho em cơ hội làm lần nữa đi anh. Được rồi, nếu mà tụi em có nhiệt quyết gì đó thì anh sẽ cùng tụi em cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt. Bắt thành lần nữa nha. Con sao lâu quá không thấy ghé gì? Con dạo này bận quá. Không, kêu nước sâm. Ở nước sâm nè. Nước sâm. Tụi em không có nước sâm đó con. Biết sao không? Đậm. Nước sâm mà gì bỏ lá ngắn quả nhiều quá, lố tai á, nó phải đậm chút nữa. Vậy nấu là yên tâm. Sao lúc này thấy ít ghé gì vậy? Tại con bận. Bận quá. Hai chồng con luôn có cái câu slogan giống nhau lắm. Mà hỏi tới chồng con cũng vậy, con bận, bận quá. Vậy đó. Bằng chồng con á, bữa hổm ghé xong rồi dì hỏi, cái nói bận. Hỏi bận gì dữ vậy mà sao lâu quá không ghé gì. Cái nói là bận công việc của công ty, rồi vô công ty rồi cái bị mấy bạn ở trong đó ăn hiếp, nói xấu, rồi bị đền một lô hàng gì nữa. Nói gì vậy đó? Gì đền gì vậy? Đền lô hàng. Ủa sao con không biết gì hết vậy ta? Ủa vậy hả? Dạ. Con không biết gì về cái vụ hàng hả? Ủa sao con là vợ anh, anh không kể cho con, anh đi kể cho chị gì vậy? Chắc là tại vì nhiều khi công chuyện của nó bị trục trặc trong vấn đề gì đó mà kể con nghe thì sợ con lo lắng, rồi lo lắng nhiều quá rồi sợ con sanh bệnh nó không dám kể con nghe. Dì nghĩ vậy thôi. Rồi. Mà dì nói nè, vợ chồng con còn trẻ, bây giờ trong cái công việc mà có cái vấn đề gì mà nó không có tốt thì mình vợ chồng mình ngồi lại, mình đưa ra cái vấn đề đó, mình chia sẻ nhau, đúng không? Mình góp ý nhau cho nó tốt hơn. Chứ đừng có để mình chồng con vậy hoài cũng tội nghiệp nó. Bây giờ tụi con còn trẻ, còn chưa có con á, thì cái gì nó cũng dễ. Sau này con có con rồi, nhiều cái nó khó hơn nữa, con hiểu không? Con biết rồi. Đàn ông có một đời vợ rồi, bây giờ đi ra lấy 7-8 đời vợ cũng được, không ai nói gì. Nhưng mà phụ nữ mình khác, mình lấy thêm đời chồng nữa cái mang tiếng lắm. Thành ra là gì nói con để mình rút kinh nghiệm vấn đề đó nghe không? Vậy hay gì? Thôi suy nghĩ đi. Xin lỗi chị nha, em dụng về quá. Trời ơi, hư hết đồ của chị. Trời ơi, chị, cho em mượn tí xíu nha. Thôi, chị, người trong hình là chồng của chị hả? Chồng chị á. Trời ơi, sao nhìn đẹp trai quá vậy? Trời, cao to quá chị ha. Chị, bà hình như là anh chị chụp hình ở nước ngoài phải không? Em nhìn cảnh nó tới không có giống Việt Nam. Đúng rồi, ở nước ngoài em, ở Singapore á. Ôi, hai vợ chồng chị nha, dành dụm tiền mới đi được á. Dễ sợ đi,
hình đẹp quá luôn á chị. Trời ơi, nhìn anh chị đẹp đôi quá ha. Lúc này á là hai vợ chồng chị á còn khó khăn mà hạnh phúc lắm. Con gửi tiền gì Hà nè. Tiền gì? Tiền nước. Thôi vậy nói thôi, rồi gửi gì bữa khác tính luôn. Thôi cất đi. Thôi cất đi. Vậy vậy. Cái gì vậy? Cất tiền đi, nó cất tiền là cất tiền đi. Chị cất đi. Vậy ở đây tốt lắm, cho tao uống thiếu hoài à. Rồi cho con cái chai nãy gì nói gì hứa đi. À, chai nước á hả? Dạ. Cũng lấy tiền chứ hứa gì phải cho chứ. Nhớ dài quá. Tao nói cái dòng mà tôi nói. Thôi khỏi. Khỏi hả? Để con cầm cho. Đi không? Cảm ơn nha. Chị đi trước nha. Dạ. Trời ơi, tôi đứng trong cho nó đi cho rồi. Sao con? Trời ơi, gì tôi nói mà tôi nó không biết hồi gì nói gì nghĩ được cái câu gì mà gì nói thêm nữa đó em. Không sao hết. Con ngồi bên kia kìa. Con thấy gì nói quá trời nói được luôn. Không? Gì diễn tốt, diễn tự nhiên. Phải cái thiệt luôn. Vậy hả? Được, vậy mai mốt có cái gì mà là qua đây kêu gì thì đảm bảo. Ha. Dạ. Cái gì? Gửi nhẹ. Gửi gì? Thù lao. Thôi. Ôi, gì cầm cho con vui. Bảy thù lao gì đấy mà tiền bạc gì có. Không cảm có cái gì cứ nhờ gì sẵn sàng gì giúp cho tiền bạc gì. Không. Làm chứ xa lạ vậy. Bậy rồi, cái này là gì không có chấp nhận. Không phải. Tại vì biết sao không? Con làm kinh doanh, mọi người làm kinh doanh là rõ ràng lắm. Đâu ra đó, người quen cũng vậy thôi. Thì vậy biết rồi, nhưng mà để cái nào lớn hơn gì lấy cho không có ái nái cái lòng. Tiền bạc với đối với tụi con cái gì mà thở ra cái tiền. Thôi mà dì Hà, thì lần này dì Hà giúp con cho nên con phải gửi cho dì Hà thù lao chứ. Phụ ít lòng nhiều, dì nhận cho con vui. Thôi nè, dì nói con nghe nè. Dì Diễm có chút xíu mà lấy ngại lắm, thấy không? Để cho mai mốt đi mà diễn nhiều chút xíu nữa rồi dì lấy luôn lần. Thấy không? Nhưng mà biết là con kinh doanh con rộng rãi phóng khoáng mà con đừng con đưa trong đây nhiêu mà con cứ ép dì lấy hoài vậy. Dạ thì thật ra là cũng chỉ có 500.000 thôi, dì nhận cho con đi mà nha. Ừ thế vậy thôi dì lấy cho con vui chứ để con nói vậy hoài dì cũng ngại quá. Ở đây à quên nữa, coi chừng quán giùm gì vậy chị. Đi công chuyện chút xíu gì vòng lại nha con nha. Dạ. Ừ. Dì. Trời ơi. Tưởng nói vậy là không lấy ai về cũng lấy vậy. Anh, sao mà chuyện công ty á, anh không nói cho em biết. Có gì vợ chồng chia sẻ với nhau, sao mà anh ôm một mình tận đi kể là gì làm với em chi vậy? Khó. Thôi em dẹp đi. Bây giờ anh không cần em quan tâm. Sẵn đây anh nói cho em biết thôi. Cuối tháng này anh đi tu nghiệp ở Úc. Hồ sơ bảo lãnh của công ty bên đó đã chuẩn bị xong hết rồi. Rồi nhưng mà tụi mình mới cưới nhau được có 1 năm trời rồi. Rồi anh bỏ đi rồi em làm sao? Anh cảm thấy cuộc hôn nhân này nó rất là sai lầm. 1 năm mà vợ chồng mình chung sống với nhau, anh cảm thấy rất là mệt mỏi và áp lực. Em cũng cảm thấy như vậy đúng không? Bây giờ anh mong là em sẽ tìm người khác tốt hơn anh. Tờ ly hôn anh sẽ gửi cho em trong tuần này. Ở căn nhà hiện tại thì em cứ ở đó đi. Tính tiền nước nhà gì? Khỏi thôi. Anh đã nói xong hết rồi. Đâu có uống gì đâu mà đưa gì tới 100.000 nè. Cái gì vậy? Ảnh ly hôn con rồi. Dì có nghe. Dì nói con rồi. Bữa hôm nó nhớ không? Mà đâu nghĩ mà sao nó tới nhanh dữ vậy? Con sao đây? Thì ở mình chứ sao? Gì ngồi thơ thẩn vậy bà? Sao sống trong nhà? Ngon, nhìn tắt đầu. Vô giờ có ai nó đâu vô. Ừ, thì đúng rồi, nhà đâu có ai đâu. Đi rồi. Sáng mới gặp nó xách vali đi ra sân bay đi Úc rồi. Gì nói gì kỳ vậy? 2-3 ngày nữa anh mới đi. Bậy rồi. Mới gặp gì hồi sáng gì thấy xách vali gì hỏi, ủa đi đâu con? Nó dạ con đi Úc. Đâu 2-3 ngày đâu ra vậy? Ở ăn ở sao để nó chán mà nó đổi vé máy bay đi sớm hơn dự định.
Ngồi đi kia chị trời. Là đi rồi. Cái đồ bội bạc sống với nhau bao nhiêu rồi, một năm trời yêu nhau mấy năm rồi, bây giờ bỏ đi, nó đi là đi như vậy á. Chứ giờ sao? Rồi bây giờ con phải sống như sao đây gì? Thì bây giờ cảnh gà trống nuôi con. Đồ bội bạc. Ai bội bạc? Mày xỉa xối tao quá vậy, tao làm gì bội bạc? Ông giỡn nha. Ai giỡn? Con mới giỡn nha. Tao ngồi trước mặt mày tao giỡn gì ai? Con đang buồn, con đang khóc nha. Ông mới giỡn nha. Tao giỡn mày hồi nào? Chứ lấy cái tay đặt ở da con chi à? Hai cái tay tao để đây mà mày điên, mày không có nhìn thấy hả? Ma à. Anh không có bội bạc. Anh không có bỏ em. Anh về đây chi, anh đi Úc luôn đi. Anh chỉ nói như vậy thôi để cho em sửa đổi, chứ anh không có đi đâu hết á. Anh xin lỗi em. Anh hứa với em á là từ nay về sau, cho dù công việc của anh bận đến cấp mấy đi nữa, anh cũng sẽ đến để mà đón em đúng giờ hết á. Rồi mấy mốt ở nhà này công việc gì á, anh cũng làm hết á, anh cũng phụ em để mà san sẻ hết. Là anh không có đi Úc nữa đúng không? Anh không có đi đâu hết. Em cũng hứa với anh là em không có ghen tuông bậy bạ gì nữa hết á. Em hứa nha. Rồi nhưng mà anh á, cái gì cũng phải chia sẻ với em, mình là vợ chồng với nhau mà. Anh giấu là anh buồn, anh stress rồi. Rồi hai vợ chồng mình không có vui vẻ với nhau nữa nha. Anh hứa mà, hứa từ nay về sau á, hai vợ chồng mình sẽ là hai vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời này luôn. Hứa nha, đừng có bỏ em nha. Anh không có bỏ em đâu. Bây giờ hứa hoài á. Dạ. Bây giờ mình phải bắt đầu mình thực hiện, mình làm những cái điều mình nói, chứ mình ngồi đây mình hứa hoài. À, em hứa, anh hứa, anh hứa hoài, chừng nào mới làm? Em tao ly hôn đâu. Thôi đừng có tí mà anh. Đưa nó đi. Đưa đây. Nó muốn đi đưa nó đi. Thôi đừng có nộp lên mà. Đưa đây cho anh. Đừng có nộp lên mà. Cái con này. Đưa đây. Đừng có nộp lên. Anh đừng có nộp. Sao xé rồi sao nộp? Mày muốn nộp hay muốn xé? À, xé xé. Xui rủi mà. Dục đi. Vậy là không ly hôn. Ừ. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giờ. Còn đợi đợi em cho em muốn. Em muốn. Bình tĩnh nghe anh giải thích nè. Điện thoại. Đây là Phong, là công ty shipper bá đạo, kim luôn việc á là giúp mọi người là tư vấn về hôn nhân gia đình, em hiểu không? Là anh nhà Phong này nè tư vấn cho anh, cho nên là mới dựng lên một màn kịch này để mà hù dọa em thôi, chứ không có gì hết. Là dựng lên một màn kịch để cho em thay đổi cái tính, để thay đổi để hai vợ chồng mình sẽ hạnh phúc hơn, em hiểu không? Hiểu rồi đó. Chị hiểu chưa? Không phải rồi, em cứ bình tĩnh. Coi chị, nội chị, mình là con gái mà, mình làm gì mình nhẹ nhàng, bất động thủ được không chị? Nó có học võ, nó ấy cái là nó thủ liền. Tội hàng gì bữa trước chị quýnh con muốn chết luôn á. Chị xin lỗi nha. Bữa đó chị cũng nhẹ tay rồi chứ chị bình thường là chị ngày nào chị cũng đi học boxing đó. Trời. Tại ra là em. Anh là bấy lâu nay làm báo cát á hả? Thì lúc trước á mới vô anh bị quýnh á, thiết anh quen rồi, bây giờ á không đánh ăn cơm không ngon. Trời. Ghiền luôn á em. Thì đúng là trời sinh một cặp luôn hả đó gì? Có vụ đó mà không đánh ăn cơm không ngon mày, ghê ha. Ghê. Mày lạ thiệt luôn á, bởi vì mới chịu được đó. Thôi. Thì thôi bây giờ vợ chồng đề quê hạnh phúc rồi nè. Dạ. Rồi còn cái này gì dặn nữa nè. Vợ chồng với nhau sống phải biết. Dạ. Dạ, bây giờ dì dạy cái gì tụi con cũng nghe theo hết á. Dì nói làm theo hết là con phải chịu làm. Dạ. Dạ. Làm phải không? Dạ làm. Hai vợ chồng con á mỗi ngày phải ghé quán dì uống nước. Có luôn hả?